Hai đội chơi, mỗi đội gồm một nghệ sĩ Việt Nam kết hợp với một bạn đồng hành người nước ngoài sẽ cùng nhau tranh tài thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ của chương trình trên suốt dọc đường di chuyển quy định từ lúc bắt đầu cuộc đua cho tới điểm đích. Hai đội chơi sẽ luôn song hành cùng nhau. Tính cạnh tranh giữa hai đội chơi sẽ trở nên quyết liệt hơn khi cả hai phải liên tục đối đầu nhau trong việc chinh phục các nhiệm vụ của chương trình để hướng tới giải thưởng trị giá 30 triệu đồng dành cho người chiến thắng. Hấp dẫn hơn, sôi động hơn, quái lạ và hài hước hơn. Đó chính là mục tiêu của những cuộc đua tài mới nhằm tìm ra cặp đôi bạn đường hợp ý. Bây giờ là thử thách cuối cùng của ngày hôm nay. Hai đội sẽ có một nhiệm vụ sinh tồn trong khu đất hoang. Các bạn có 60 phút để nấu chín một nồi cơm với những nguyên vật liệu đang được giấu trong mảnh đất này. Theo những gợi ý, hạt gạo được làm ra từ mẹ đất, nước thường nằm trong nước, lửa, ở nơi đã từng có lửa. Tuy nhiên, nếu không tìm được, các bạn có thể đổi điểm lấy các nguyên vật liệu theo đơn giá sau. Giấy báo 1 điểm, nước ngọt 2 điểm, diêm 2 điểm. Nếu các bạn có thêm món cá nướng, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần một con trở lên, cộng 10 điểm thưởng. And if we can grill our fish, we get extra points. Yeah. Can you catch the fish? 60 phút của các bạn chính thức bắt đầu. Here. I'll take a fish. After then, you want to find something for burn. Okay, and after you pry the rice. Cái này để làm than để đốt. Rồi em kiếm lửa rồi và pan đi kiếm nước. The water is behind that. You remember? The yeah. Water. And right now I want to set a fish and after I want to mix up a rice and you pry the water. Okay. Behind. Yeah. Okay. Lửa này chừng có lửa đá đá là đá đá đâu em bên ở nơi đã từng có lửa là okay. Em hay muốn phải exchange hiểu không? Nhỏ nhỏ trước. Nhỏ ok em biết rồi. Bây giờ mình phải có đồ kê như nào, xong rồi mình đặt cái nồi lên, mình đúc cái củi ở dưới. Em kiếm đồ kê. If you get me pay for. Which is going to cost you 1 point. 2 points. Bây giờ first find the rice. You can't just sing anymore. Is it over? I will check again, but okay. Stay here. Find something to burn.
No, no, but I got it. We, there is no more burn. The tooth, the tooth. Bây giờ em cho gạo bỏ vô để nấu lên. Phải phải có lửa trước. Cái này củi dầu có thể cháy được, như lẹ lắm. Được, được, được. À. Bây giờ lo này em vo gạo ha. Em bỏ gạo. Bao nhiêu cũng được hả? Dạ. Đây không cá đâu con tôm. I've got the matches. It's not fair. Well. Like taking the two, I wouldn't know. Okay, let's make it fair. You've got the matches. No, I've got the matches. You've got the points. What's your problem, gangster? You know what I'm talking about. No, I'm not the knowing. Nhớ bỏ củi bự nó mới cháy được lâu. Mà ít thôi để cho nó có khí, không khí vào nó mới cháy được. Nào, cháy bên trong rồi nè. Anh lấy củi khô, đừng lấy củi ớt, củi khô vậy nè, đừng lấy củi ớt nó cháy không nổi đâu. Hey, chào lên. But as I told you, there might be more matches around. Rồi được rồi, đừng ngát củi nữa. Mình chỉ châm thêm nếu mà nó ấy, châm ở dưới thôi. Bây giờ bắt đầu nấu đi. Sally, what are you looking for? Fire! The fire is at a place where there once was fire already. Rồi em ăn đi kim cá, hiểu không? Dạ vâng. What are you looking for? Fire, not fire. It's fire. I haven't even seen that this was fire. It's okay. Once. Easy. Okay. Check crazy. Okay, give the fire. Wait. Oh. No. Come on, baby, you can do it. David! Come on! Hey, it's better. Yeah, cơm gần chín rồi, sôi rồi, nước sôi rồi. Keep fire. Cơm mình sắp chín rồi. Giỏi quá. Bỏ đi nướng luôn nè. Bỏ đi. Yeah. It's still breathing. Quay vòng vòng để nó khét, có chừng đổ. Để máy cho. Ngồi nghỉ mệt đi. Okay. Ôi không được rồi. Phải cho thêm nước thôi. Chưa, phải cho thêm nước thôi. Nấu lửa cao quá. Trời ơi. Đừng mới cho em. Nắp đóng lại. Rồi được rồi, nó thành cháo luôn á.
sao vậy? Có cái này một cái này trước, một cái này nữa em. Bự. Can I play first? Yeah. Have one? Two. Two? Yeah. Good work, boy. Sắp xong rồi. Trẻ trên rối hả? Ừ. Ôi má ơi, chắc cả xỉu. Cả cá, cả cơm phải chín để các bạn ăn được nha. Ôi mình phải ăn á. Phải ăn hả? We have to eat this. Okay. Không có đâu, mà đừng đảm bảo là nó chín nhá. This is pretty much done. Double check it. Well, we can have sushi, you know what I mean? I don't even know if this fish is edible, Abby. I don't even know if I can eat this. Yeah, I'm not sure I want to die today. Chín rồi đúng không? Ngon. Thêm đi. Chú em bên. Không. Bây giờ 35 phút ra qua còn 25 phút nữa. Lên đây này. Hết vừa. Có một bên nó chưa. Em mới xới cái bên đó. Cái đó được á. Chắc luôn, cua, em biết. Rồi nhé. Adi, fish. Okay. So the most delicious one, boy. Ngon á, cá gì vậy? Ở nhà hàng mắc quá. Anh ơi, lấy củi cho em đi. We're going to die. Còn 20 phút nữa nhá. Ok, xong. Không còn bị sững nữa. Còn bị sững không? Em, bây giờ được. Em. Hả? It's burnt already. I don't understand. No. Yeah, just 5 minutes. Oh, man. Các bạn phải biết là mình là chuyên gia về ẩm thực. It's burning at the bottom, right? Chúc mừng, 15 điểm. Thank you. Muốn xỉu luôn á. David và Charlene còn 11 phút 45 giây. Nóng quá. Nắm hết trơn à? Better. Không khó được. It's better. Đúng quá. Perfect. Yeah. 1 minute yeah. And a half. Yeah. I'm good here. Feeling a little over. Đã có một miếng bị cháy. Nhưng mà với cơ bản là chính. Thế là chúc mừng các bạn. Đã thêm 10 điểm. Yes, we had 10 points. Yes. Đội của mỹ nhân đã nướng cá, thế là được 10 điểm. Đã đưa cho Adi miếng cơm trước là 15 điểm. Đội của David và Charlene nướng cá là 10 điểm. Đưa cho Adi miếng cơm 9 sau được 10 điểm. Tổng số điểm trong thử thách này là David, Charlene 20 điểm, mỹ nhân Adrian 25 điểm. Bây giờ các bạn. This is the only reason why I finished. Came to the show, right? Exactly. Just to get some double meat. Mỗi one. I know. Okay. Oh, so give me one. Two. Oh yeah. Ngày mai là ngày cuối cùng, ngày mà sẽ quyết định với tất cả. Vẫn còn rất nhiều thử thách.
Hôm nay bạn đừng hợp ý có mặt tại chợ Dương Đông ở trên đảo Phú Quốc. Hôm nay là ngày quyết định David nghỉ sao? Cố gắng hết sức thôi. Mỹ Nhân, em cũng sẽ cố gắng hết sức. Hôm nay Adi có một thử thách rất là vui, kết hợp cả con cá với cả việc bị bịt mắt. Nghe hơi... Hai thành viên Việt Nam sẽ được đưa vào một hàng cá ở trong chợ và quan sát một lượt tất cả các loại cá. Sau đó thành viên này sẽ bị bịt mắt, quay 5 vòng, tiến lại hàng cá. Tại thao cá đầu tiên, thành viên chạm phải, người này sẽ phải bắt được một con cá, kiểm tra những đặc điểm của nó rồi tự tìm đường về. Điểm tập kết chỉ được dùng giấy vẽ để miêu tả lại loại cá này để bạn đồng hành của mình đi tìm, mang trở lại. Thời gian dành cho nhiệm vụ này là 30 phút. Trong thời gian quy định, đội chơi tìm được con cá đúng sẽ được 10 điểm, đội về sớm hơn được cộng 5 điểm. Quá thời gian quy định, trễ mỗi phút trừ 1 điểm. Thời gian thi đấu bắt đầu tính từ khi thành viên Việt Nam bị bịt mắt. Thành viên Việt Nam chỉ được dùng hình vẽ để giao tiếp chỉ dẫn cho bạn mình. Ok, so please stay here, David, Mỹ Nhân. Đi nha. Bây giờ 1 2 3 4 5. Thiếu. Tiệm vàng là ở đâu rồi cô? Hẳn bao nhiêu nữa? Cô ơi, cho con hỏi cái bến ghe chỗ giữ xe đối diện tiệm vàng ở đâu vậy cô? Xéo à. Xéo thẳng đây hả cô? Đây, xéo qua đây. Xéo thẳng qua bên đây hay là? Xéo qua đây nè, xéo. Xéo đây hả? Cô ơi, nói với em đi đâu? Nói với em hay đi đâu? Giúp đỡ em đến đây. Thẳng đây hả? Đây. Ôi. Đây. Ôi, em vẽ. Bãi xe ở đâu vậy? Chưa tới. Bạn giữ xe xuống chỗ xuống tàu hả? Bãi xe đi thẳng.
màu sáng, không có gì hết. Màu trắng, màu sáng. Cái này màu đen, màu đó ở đâu màu đó, cái này màu đó bao màu đen và cái này màu trắng. Đường nào qua chỗ bãi dưới xe chị? Thẳng qua đây đúng không? Từ xin ra chung, xin ra đây vô, xin ra đây ở đi lại luôn. Ben ơi, có làm Ben ơi. Hey, stay there. Ben ơi. Draw the fish. Yeah, but I don't know, like, tick Draw. And hurry. Like that. Draw, because I have to go. Jettis. No? Okay. Không phải hả? Sao anh biết? Ở đây có màu đỏ và màu đen. Màu đỏ, màu đen và màu trắng. Là cái này đúng không? Đúng rồi, cái này. Dạ, có cái này. Đúng không? Thật trắng không? Không phải, vì nó có cái này nè. Cái này là cái này. No. Không biết nữa. Anh biết không? Sao? Hả? Trắng chỉ có cá mó à. Cá mó mà bữa nay không cá mó. Cái này đúng không? Màu đó, màu đen, màu trắng. Hả? Không biết. Không biết, anh biết không? Không phải. Không, màu hồng. Màu hồng đúng không? Anh là màu hồng. Ok, màu hồng được. Màu hồng, màu đen. Con cá bự là đen nè. Đen. Trắng. Đúng không? Đúng không? Cảm ơn anh. 55, màu đó, màu đen, màu trắng. Không phải hả? Còn cái này hả? Cái này màu này. Màu trắng. Không. Không có. Không phải cái này đúng không? Không màu đen hết hả? Màu đó. Màu đó, màu đen. Ở đâu? Màu đó ở đâu? Màu đó đây. Và màu đen. Đây màu gì? Màu đó đây. Và cái này màu trắng hết hả? Màu trắng hết. Rồi. Gần đúng không em? Gần, không xa hả? Biết cái này là cái nào không? Biết không? À, cái này của ai? Của đúng không? You are so smart. Yes. Don't kill it.
biết, màu đó không? Cầm. David, đây là loại cá của bạn. Yeah. Đúng. Yeah. Đây là loại cá của bạn. Đúng rồi. Ok, kết quả là đội của David và Charlene đã mang đúng loại cá trả đi trong thời gian quy định mà đến đầu tiên, thế là 15 điểm. Còn đội của mỹ nhân Adrian 10 điểm. Trong thời gian quy định 15 phút, hai đội chơi sẽ phải vào chợ Dương Đông tìm và mang về con cá mà hai đội cho rằng nặng nhất chợ. Lưu ý, con cá phải nặng ít nhất 5 kg. Trong thời gian quy định, đội chơi mang được cá về điểm tập kết được 5 điểm. Đội chơi có được con cá nặng hơn được thưởng thêm 5 điểm. Ok. Bắt đầu. Chú ơi, cho con hỏi ở đây cá nào mà là con cá bự nhất? Cá bóp. Thường thường cá chợ thì cá bóp là bự. Ok. Câu ơi con. Câu ơi. À, cô cho con mượn con cá và con cân rồi con trả lại cô được không? Khoảng 5 phút thôi. Con nào nặng nhất anh hai cho mấy con này? Con này nặng nhất không? Cái này bao nhiêu ký? 7-8 ký. Hơn 5 ký. Con 5 ký hả? Hơn 5 ký hả? Bao nhiêu ký? 6 ký. 6 ký hả? Cảm ơn. Còn con nào khoảng chục ký hơn không? And maybe there is a bigger one somewhere else. Looking for. Cái này bao nhiêu ký? 7 ký hả? Cảm ơn. Ben, cá bóp là bự nhất. Em đi bên phải. Không, bên phải không có cá ở đây này. Mình phải đi chung với nhau. À, anh tái một cá 7 ký. Con cá 7 ký hả? À, con cá này bao nhiêu ký? Cá này nguyên con thì 120 ngàn một ký. Không phải. Bao nhiêu ký? Cá hết. Con này 8 ký. Sorry. Chị, ở đây con nào nặng nhất chị có thể cho em mượn em về em cân em trả lại thôi chứ em không có làm gì hết á. Chị theo chị con nào nó nặng nhất chị? Con nào khoảng chục ký á? Có 7 ký à. Con nào 7 ký vậy? Con này nặng bao nhiêu ký hả? Con hả? Con nó nặng 5-6 ký, 7-8 ký. Con nào nặng nhất hả? Con nào nặng nhất mà hết rồi. Ben, con nào 8 ký? Cái nào 8 ký? Cái nào? Ở đây. Con này 8 ký hả chú? Cho em muốn được không? Chút xíu. Không, muốn. Từ, khoan xem con nào nặng hơn. Ở đây con nào nặng hơn chú? Con nó nặng nhất là kìa. Chị nó cầm là con nặng nhất. Thì chứ? Không, chị nó cầm là con bự nhất rồi. Con ở đây chỗ chợ là ở đâu? Cá vòng đây thôi, không còn nào khác nữa. David! Bao nhiêu ký anh? 7 ký. 3 cái này? 8 ký. 3 cái đó? Cái đó? Nine. Come on. Ở đây có con nào bự nhất không? Khoảng 11, 12 ký không ạ? Có 5 ký à. Hey, con này bao nhiêu ký? Get back. Pick up. Come on, hey. Đi, Nhân. Go. Yeah, go. Here. Yeah, go. Adrian. Bảy phẩy chín. You still have 10 minutes, so if yours is lighter than theirs, you can also go and. Mình không to bằng, bây giờ phải tím con to hơn. Cái này là nặng nhất hả? Cảm ơn. Cô có con cá nào bự không cô? Cá bự ơi là bự á. Chú cho hỏi ở đây con cá bóp mình nặng nhất là khoảng nhiêu ký chú? Mười mấy ký. Cô biết ở đâu bán cá nặng hơn môi kia? Không có. Không có hả? Cảm ơn. Gần đây có chỗ nào bán kiểu vậy không chú? Có, đi dạ cho cô. Cô có cá nào khoảng 11, 12 ký không ạ? Con này bao nhiêu ký chị? Cảm ơn chị. Chắc không
Hi Charlie, it's Venus. Venus, we have looking already. Get back. Cô, cá này bao nhiêu ký? Cô, 10 ký hả? 7 ký. Bao nhiêu ký cô? 7 ký hả? Ở đâu? Em buồn quá à. Anh ơi, ở trong đây còn có một cá nào bự không ạ? Dạ em cảm ơn ạ. Anh ơi, xin mời mời em một chút. Cô. Cô ơi. Cô ơi, cô làm ơn cho con mượn đi, tại vì con đang thi đấu không? Giúp con với, con còn có 2 phút nữa rồi cô. 2 phút cô? 2 phút. Đây. Được không? Cho con mượn đi cô. Cô giúp con nha. Con trả lại liền cô, cảm ơn cô nhiều ạ. Đi. Thế là bây giờ đội của David đã mang cho Adi cá nặng hơn của đội kia. Thế là thêm 5 điểm, về 5 điểm, thế là 10 điểm. Đội của mỹ nhân Adrian mang cho Adi cá là tam cân 4. Thế là được 5 điểm.